biết cái đó ông mua, ông không biết, ông cứ ông đá tiền ấy tôi được đầu, không biết. Thì chút nữa cái gì tôi đá tiền xe ông chứ. Không biết thì ông cứ đá tiền xe tôi vậy rồi. Ông đi nguyên ngày đây, chứ giờ tôi đi bán chậu mà. Đi nguyên ngày đây rồi ông trả tiền nấu không vậy? Ừ. Thì giờ thì lần nhiều tôi cái gì tôi với ông chia hai. Ông nói cái chuyện. Thế tôi mua nhiều mai đây phải hai điều rồi. Chứ mày làm gì mày đứng đây mày hai chậu mày. Cái thằng quẹ. Cái này nữa tao nghĩ làm YouTube không? Cái mày gì lên mày nói với chứ mã hồ là trả tiền cho tao đi. Mày giờ tao không có tiền, giờ tao phải cố tao dây mượn mua mai đó tao đi bán dạo này. Cái gì cho mệt mỏi cái con gốm á. Bây giờ là ông là cứ chở đi nguyên ngày cho tôi. Tôi bán tôi mua 2 triệu tôi bán phải được 5 6 triệu vậy. Là tôi trả cho ông ngày nay là phải 1 triệu chịu không? Hầu sáng vô chở đi hầu sáng vô. Tôi mua cái giường mai đó bốc lên cho ông rồi. Cái công đó tôi chạy xuống chạy bốc lên là cái đó là 2 sĩ rồi. Bây giờ chớ đi vòng nữa là tính theo đường km là ông ta mà tao nghĩ làm YouTube đâu mày giờ mày nói hăng nghĩ làm YouTube đâu thì bây giờ ông cứ phụ tôi vậy á. Có gì anh em mình là chia hai nhưng mà bây giờ tôi nói ông trời thì mình nghĩ luôn mẹ mình nghĩ ghê mệt cái điều ông nó cũng gì cái điều trời chứ làm gì mày mai cũng đâu ông đây vậy mày, tôi mua tôi đi bán dạo á mua đi bán lại giờ nghi bán trứng luôn đâu bán trứng lộ mày mày mang đâu đem chùm vậy mày. Mai đó tôi mua 2 triệu á. Ông muốn không tôi bán lại cho ông 3 triệu. Tôi đem tiền cho ông Phương 200 tôi lời 800. Rồi cũng làm YouTube nè. Không phải như mẹ nó tình mẫu hồn trẻ hố từng nắng. Mất tụi tao không? Cũng gì cây mai. Cây mai mà nó trôn con dưới thằng bây giờ. Lấy thằng 2 triệu. Thằng 1 triệu là 2 triệu. Đó rồi bị dí quýnh đeo cái đều. Giờ hai ừ? Giờ gì? Hai thằng đi gì như khùng vậy. Hồi sáng giờ cũng chưa làm dưới hàng bể gà đây nó đâu cho ai uống rồi đâu đi bán không có chạm được cây nào chưa má chưa nhiều. Chú mua cây ở trong bể gà ấy mua cây đây cái gì nữa đây là chú mua gì bản đâu à nhà nó mua 50 cho nó bán lại mà chú 200 đây cậu mua đi trứng là cậu bán mai cậu tao người chỉ làm gì tao cũng đâu nào nóng biết đâu tại đây giờ nó chung cho tôi cây cái có không mà làm gì ông cũng chữ ông cái cơ duyên mà trôn mai đó giờ tôi thành danh nhân bán mai có lý không làm trái không thôi đi đi thôi đi thôi đi mà thường tình bây giờ ông có làm YouTube nữa ông nghĩ đâu như bãi mẹ đây biết gì nữa tức mà tình quy nó làm YouTube vậy hiện tại giờ nó làm cái gì nó trôn không anh tôi đi bán đừng có đứng nó nhiều chuyện quá tôi nói này bây giờ tôi có ý nè trước khi mình đi bán nè giờ mình lên nhà rồi mình trôn lại nó trôn gì ông chẳng có trôn quan mà ông cứ gỡ trôn trôn cái giờ đợi cho yên ổn ấy ngày hôm qua nó lấy tôi dưới ông Phương đi nhẹm nghe tôi 800 ông nọ tôi 300 nha không có tôi có 200 vậy là tôi có 200 một mẹ mày quay chơi chắc cái mày 200 nhưng mà tôi đưa ông cho ông mượn 300 có không đưa 5 triệu giờ nó nuốt 5 triệu không nghe ông này lại tôi lượn cái này quốc của tôi cái này đẹp nè anh cái này không nhiêu đồ thớ đồ đẹp nè cái đó nhiêu cái đây 2 triệu rưỡi 300 bán tôi trả coi đi đánh tổ khác nha không có tiền mấy thằng không có tiền không đi bán đi bán được rồi mình tìm chỗ nào ăn cơm cho sáng rồi chưa ăn chỗ đó không con việc đói bụng quá này giờ ông muốn cái tiền tôi có ý kiến gì kiếm gì lên nhà của thằng bán cho nó lấy tiền lại nó vô này thì nó thấy cái bạn mình nó biến mất mà bán nó lại lấy tiền dù như nó không có nhà mình dụ vợ nó bán bây giờ ý là bây giờ sao ông muốn cho nói vậy thì điêu này tách mấy ông, mình phải mình mày tách mấy ai đó anh em tao bạn như mày vợ chồng ông thấy cậu như ông Phương là như thấy trên trước ẩn thở tao không tao mày tao không vợ nó tin mày ơi im mày đó im ơi im tao với gà trả thù mày tách mấy đó anh em tao tách mấy mày tách đi tao bàn đầu chú dưới hàng đỏ đừng có bét nha tao A few moments later. Hiếu chưa? Hiếu chưa? Hiếu chưa? Không, rồng Nam ơi. Bây giờ đây là hai thằng ngài nó đi rồng, hiểu không? Giờ đụng tao phải gọi thằng Hằng chứ không có được, hiểu không? Để tao lấy mấy tao gọi thằng Hằng ăn nha. Tao điện liền chứ, để chết mày. Mày đang ở đâu vậy? Mày chạy giờ chứ tao với thằng Nam đang ở gọi cả mấy quần vậy. Mày chạy ở đâu mày chạy giờ chứ tao với thằng Nam ở dưới đây rồi mà về nhà mày có công chuyện lớn này mày ơi.
Bây giờ gấp rút lên cái nhanh nhanh nhanh. Chứ mà không chừa là mày chết á. Nhanh nhanh, chạy vô liền ơi. Tao với Nam chuẩn bị lên á. Biết sao lâu dữ vậy? Nó lên kìa. Ôi trời, hàng cuối trời nó biết chứ vậy là không có được. Ôi, vô đây. Đây anh Phương ơi. Bóc nó báo đâu? Hả? Bóc báo đâu? Biết chuyện mấy gà, mấy gà. Bỏ vô luôn, xin vô sao được? Hay là phải mở nào, xin vô. Làm chưa nét luôn, bây giờ luôn. Đúng. Ủa khiêng vô rồi có tiền có bạc có tiền mà không cái nhà ấy. Tôi có biết ở đâu? Chắc nó ở nhà chỗ đâu à chứ. Chắc nó. Mà khiêng vậy có tiền có bạc không? Chứ tôi mà chứ chúng tôi rẻ lương cho ông chứ tôi lấy được tiền tôi rẻ lương cho. Tôi làm tôi nén rồi mà không tôi bữa nay làm chủ nha, nói gì cũng phải nghe hết đó. Nhà chủ nợ cậu bảy. Chứ nói lẹ mày. Chứ đi gì? Chứ không phải rồi, tôi làm chưa nén đầu giờ rồi, không, có cách, tiền là nên tôi có cách tôi lấy tiền được cậu. Mấy ông cứ mở đây. Rồi chút không trả tôi nhiều. Nhanh lẹ. Chút xíu nữa gần. Chút xíu nữa tôi bán mang cho nó, nếu được nhiều tôi chia nhiều, được ít chia ít. Anh em rồi. Tôi lấy tiền rồi chứ. Tôi không tin, tôi không cần. Tôi ông chỉ cần trả ngày công tôi dậy được rồi. Rồi. Ông tôi lấy 200 hiếm á, tôi cũng lấy cả nhiều đâu nha. 200 mà chút mà nước ở nồi uống nghe không? Có nước. Cả bỏ luôn. Bỏ xuống dưới cái chậu không kìa. Mấy cái chậu đây này. Mình bỏ dưới đây rồi lấy đây đưa bỏ lên trên đó. Bỏ bán chỗ đây luôn đi. Chuẩn bị cho đẹp luôn. Mấy chồng nhỏ bỏ lên hả? Quý lẹn trả đây cho gì. Yêu quá ai mà bán. Chồng cái gì có không thì cậu bán nữa. Ai thì mua. Con hổ mua cho ai mua. Nó mua nó đặt hàng á. Ông cứ xin vui lặng hơn nó đặt hàng đi. Tôi thấy ổn vậy không? Ổn tôi có tiền. Ở đâu vậy? Ông ơi. Ông ơi. Khiêng ngã. Tôi gặp má dầu vừa có đó hả? Ông ơi. Cái con lạc rồi vậy? Mày giống mặt tao mày. Con bỏ này đuối. Mở cửa cho bà hàng cái trăng không nè. Làm gì mà mày cay cấu mày vậy? Mày đi. Bà chứ nó mua mà mày nhảy mua. Mà nói chỗ đó mình cứ khiêng vô tự chết nữa. Tao máu. Cay cấu nhiều dữ vậy. Mà anh không tao mua đấy. Mua. Mày. Anh không mua. Không mua. Bà vô con cửa nó luôn. Mà chúng ở cái nước không? Hả? Quý không? Nó mua nguyên lô luôn em. Nguyên lô mà nó mua 20 triệu mà nó đưa 18 triệu rồi. Còn thiếu 2 triệu dưới tiền xe anh đó là luôn 2 triệu á. Là chút nữa em anh bao xuống rồi. 3 triệu, thiếu 3 triệu. Đâu có 2 triệu rồi, 3 triệu. Mày đi mua nước đi rồi chút xíu nữa tao trừ tiền ra. Ê. Rồi chuẩn bị 3 triệu. Cây được gì đâu nhiều chú trời. Là 2 triệu, bán 3 triệu. Lời đi. Ông lận vô. Im cũng sẽ kẹt ở đây. Nói cái má ông mượn gì vậy? Mày đi mua nước nhanh anh em. Mà đi mua nước đi. Chủ bắt tay sáng rồi. Sao? Đừng có làm mấy thằng nước nha. Ủa hả? Không biết mày chơi trò gì vậy? Chủ bắt tay sáng rồi. Chủ bắt tay sáng rồi. Chủ bắt tay sáng ê mua nước ơi, lấy cậu mày chai chị đinh thái á. Cậu chứ sao nó cũng bưng bình. Em cầm camera và mà bưng. Cái gì vậy mày? Cái này có bưng xuống không? Bưng xuống. Cái này á? Cạnh nó luôn. Cái này cạnh ngay. Cái này cậu đừng tay không? Không, cái này của tỉnh mừng. Thì quần quê mày. Mày lấy tiền được không mà mày được xuống ngọc kiêm rồi đó. Cách lấy tiền mà. Tại đéo kiêm đồng hàng. Tôi có cách lấy tiền mà. Cũng nghĩ là mà anh nghiêng chút bạn uống miếng nước hả? Tôi làm cho mặt mới rộng bây giờ lé lại. Thằng cái gì đấy? Ông chúng đó. Chúng ông chơi tụi ít là tụi nhiều nha. Nó giường cái không có một hàng. Nè. Bán đồ ăn thao, bán bán lấy gì
Trong như mày đều ốc ờ này tao tắm mệt quá. Chết rồi. Hầu thiết gì buồn quá. Hầu vậy gì cho nó bớ chậu không? Bớ chậu không? Hầu mẹ mấy đền vô. Trời ơi, sáng cái mũi rồi chứ. Cái chậu đây mà đớ từ từ ấy vậy mà mày cũng chịu ấy. Chết rồi. Vậy cho bán nấu. Là mình buồn bán hai chiều hiểu không? Xíu nữa anh mình làm được 1 triệu sao một trước sao nó điện thoại tôi lên này tôi lấy thêm 2 triệu lên này là 4 triệu còn cái này thì cũng đặt cái gì đâu phải 3 triệu. Biết à? 3 triệu tôi 2 triệu mỏ. Tao không cần. Tao đưa đưa tiền công tao được rồi. Không biết cha. Cái gì cái chứ không tay dữ không? Hử? Những người ông ác dữ không? Cho tiền nhiều nhiều nha. Ừ. Ủa có không nè, muốn bán vậy? Ủa có cá quá mà. Thằng luôn mà rất nhà luôn, chẳng chí mẹ luôn. Mày đây làm anh lờ mờ tao đuôi gì khách quá mày. Thôi mày mờ nữa. Rồi đánh ngủ tao nước tao nổ hết mà mệt mờ. Ở giữa cái đường á, cái đường cho nó đi. Đi không chuyện của nó cho liền quen cho mình. Phải để đánh điểm đánh nhàng. Cái đó tôi mua hết solo mà. Chào lấy góc ai vậy? Mày kìa tao đuôi nhiều khách á. Vô sao mà tặng hồi nãy giờ mày trước bắp sớm mà lạnh vậy. Gái thù mày chút nữa để gà đi cậu á. Cầm cái gốc cây mì mày bỏ sợ thật tao chửi giờ nha. Nhanh đi. Nhanh đi. Mày mét tao chết tao à. Chịu không. Ừ, để gà không biết kẹt. Rồi vô lấy 3 triệu ơi. Lấy 3 triệu ơi. Gái nó thiếu tiền chút xíu nữa. Đồ nước ăn đúng không? Vô lấy tiền rồi anh bỏ xuống rồi anh đi giờ rồi. Tiền gì đâu, nghe nói tiền bạc gì hết mà. Có dòng dài không bị ưa tao chạy nước uống trà này. Mà chứ thằng nó điện cái gì hả em ấy? Không có điện tự nhiên nha, em cũng không biết ông mua này mà tự nhiên. Trời nó gọi tao rầu, tao gọi nó rầu là tao nó giao dịch. Ba triệu em nghĩ sao mà tự nhiên mày ở đâu mà đem về nhà ông sườn chạy. Có nó mua nào nó đang nói chuyện ở trước đó nó mua thêm cây nữa rồi giờ anh chạy xuống anh đây. Dù lấy tiền Hương là người lớn mà không lẽ mày ấy mày tao đổ vô lấy chụp tụi nó ý. Cái chuyện này cũng người em muốn bán mà không có 3 triệu ở nhà này mới vậy. Mày này lớp trẻ chú không cứ cãi mày chứ mày lại ra vậy. Mày bán giờ chưa có bán hàng mà tiền bản đâu có. Em rút em ra thì em rút đi. Nhìn bán cho mày tài khoản của anh Phương. Mày bán tin tao với Phương này chứ không cộng mày cũng tin là mày. Cậu mà. Chứ mà. cậu chứ phải là vấn đề giờ em có tiền chứ đâu phải có mà không đưa. Bà mắng tiền. Không có. Không có. Em vô em lấy được con mấy che cái đầu. Còn em vô con lấy tiền là còn mấy cây ăn đưa xuống rồi. Mấy đó em vô coi thứ nó còn được bao nhiêu chứ giờ tiền. Cũng rầu. Đưa chai nước chằng Nam uống mày. Người ta nói á, tiền bạc Nam uống nè, tiền bạc bên mình. Ai tình là chúc bác. Là em vô đã đúng là nó bỏ hàng xuống là em đưa tiền cho chút phát luôn. Gọi em nhắm 10.000 đồ. Không mày đừng nói dài, ông cũng dùng dài mà đưa dùng nó lấy tiền. Nó gọi gì mà lâu quá rồi tiền bạc không mà cũng lâu nhưng nó lâu. Nha đây. Cái đẹp không? Phải cái đẹp không? Dù cho. Thôi anh nè. Chị chiều. Tôi nè. Xíu nữa nó đưa 3 triệu là mình làm được 1 triệu luôn nhà. Bắt đầu chút nữa không gọi điện. Đùa không biết. Không có đó. 2 triệu nữa. Cái chuyện đó tôi biết. Chút nữa là rồi. Này bu vú tôi luôn đi. Này bây giờ này. Này. Nhảy nó cũng mực vậy. Này. Tôi nói mất là lấy lại 200 hôm bữa là tôi với ông đưa đó đi vô. Còn bao nhiêu là sáng vô là ông trả tôi nem sĩ tiền chó nữa là rầu. Còn nhiêu là được nhiều không? Xe xuống giá mà cánh lòi bạn hàng. Mà chứ công hồi sáng vô chi không còn lắm em. Trời luôn. Chứ nữa tôi cái gì tôi vô. Vô nó lấy đưa 3 triệu. Ông đưa tôi 200 chứ nem kem là 700. Ông đưa luôn cho ông được 200 nữa. 200 tuấn triệu đâu. Ừ. Tao 300 nhỉ chứ 200 là ông triệu đâu. Ông nghĩ sao không? Tao còn đưa nén được mà. Ông còn được mấy được không? 500 được 1 triệu mà 500 được. 700 là 200 là 700, 700 được 300 là 800, 800 là 3 triệu. Còn nhiêu? Ông gọi là 2 còn nhiêu? Ông kiếm tôi cứu vô vậy ông đầu. Mà này tôi dàn dựng ra mà tôi phải được lợi nhiều chứ. Thì 2 triệu 2 đó ông được đầu. Còn gì nữa tôi có 3 triệu. Cho công tôi dùng tiền xe tôi sao? Được chưa? Đẩy cái tụng gì đó. Chui. Mà sao lâu vậy? Chiều nay. Đây cậu. Hôm nay cũng gọi ông gọi mà ông mấy mở thôi bao mất hù. Ủa sao tôi bao em? Nãy nó đi với anh trước kia nó đang nói chuyện với cái ông. Này, ông tao bao ơi với mày cắt tiền mày cứ lấy ra đưa tiền tao chứ gọi đáng chi. Cho ông nhảy em còn 3 triệu nào đó em. Tiền em sẽ tội xài thế không mà. Đục nhảy với ông xài thế không mày.
giờ chặt rồi muốn nặng quá mà. Từ từ cậu cũng nhé, mày ấy cậu chơi gì rồi mày chơi xuống lấy tiền. Không biết sao chơi gì mày, đâu ai bắt lên ai bắt xuống nữa mà biết trở lên cho chút. Công của anh công giá tràng hay sao vậy em nói lại. Là đưa nén đầu mà. Cái đâu có chú tên mà nói không có. Từ á đồ từ nó dùng lấy tiền ả cho đỡ bớ xuống mà chơi đi. Chú đây em vô em coi em lục đi. Em lục tối nay em cắt câu nào em nhớ em lục em đưa anh. Quý này có bao anh chị chơi gì chớ nhịn đâu. Giờ chẳng mày kêu như mày. Đây là con bắt tiền nhớ ai. Mà mày em thấy cây đẹp không? Cây này mà tự nhiên lên đi chị như em đẹp sao? Tự nhiên chuyển mạng nhanh lẹ. Thằng quái đó đây chịu lấy. Mấy em chịu gì trăng con gì tới đâu? Đó chịu lấy được ông đưa tiền tôi rồi. Cái giờ ông mướn tôi mà giờ chạy. Nhanh đi đến lại tôi chuyển nữa. Giờ con gọi ông nãy giờ ở đây mở giờ làm gì được? Nó nhận còn triệu nào nè? Vô lấy cái cây chịu đỡ triệu không được. Ờ. Còn mấy chục ngàn sáng đi chợ còn mà. Tháng dữ lắm. Tao mày đưa mấy chục ngàn đỡ cũng được. Gì vậy cậu? Vừa phái cho cậu. Bây giờ em lấy chào không anh. Không gì vậy, chịu đỡ xuống. Trường đánh bó cây đi xuống. Rồi đưa em đưa tiền, em đưa giờ đưa lên nữa. Cậu rồi đói bụng mới uống chai nước là sáng rồi. Chừng có nước ấy đúng không? Thế giờ em đâu muốn. Thôi mày vô đi. Mày cái tiền mày cho mẹ đi. Không cho giờ vô đưa con. Vô mày chặt con bú đi. Cậu chơi gì vậy cậu? Mai mốt gì anh, mai mốt gì chơi xuống được. Trời gặp mấy thằng biến thúi em, tráng dữ. Giờ đây ông, giờ tiền bạc nữa, ông nói chia ba chia bấy ra nữa. Đó, giờ đây tiền sao đâu? Ông? Sao gì? Ông bây giờ ông đưa tiền tôi đây. Đưa tiền này. Tiền đâu tiền tôi mua ấy hết đâu. Mua cái gì? Tôi mua cây hết 2 triệu. Chú thả cây xuống đưa tiền cho tôi không biết. Đây, tráng thì công tôi. Đi đây. Ông không ơi, từ nói cho anh em một lần. Không. Cái đèo ốc ơ này mà trôn gì trôn. Thấy chưa? Đừng làm loa rồi quá. Sao nãy tôi nói cái dãy màn trôn nhà má ông. Được. Vậy bây giờ sao? Bây giờ sao? Đó cái mai đây là ông tự ông chối chưa? Ông muốn xe khác chối chưa? Còn tôi đi chưa? Lỡ chối chứ luôn ơi. Không. Tao bây giờ dài. Còn nếu ông có tiền nữa, cái số đó mày chối về nhà mày. Tao vợ cái cây đây, cây nước này. Tao vợ cái đây. Cây này cây của tao. Cây đây tôi mượn, tôi mua nợ của người ta, tôi chưa được tiền. Để tao, chúng giật, bỏ lên chép cho luôn, tôi lấy. Không, bà chở xuống nhà tôi đi. Không. Mình anh em bây giờ không, bây giờ công bốc lên bốc xuống, ai bốc nợ không? Đâu, tôi nợ bữa nay tôi đem. Không, tôi nợ, ai tin. Mấy chê đi, xong rồi, chứ mày. Tôi bỏ cây đây luôn. Mấy một lần nữa, chứ mày. Cây đây là tôi bỏ chưa? Thấy không nè, tôi nói ông như này, con người mình đó nhốt cái đầu lên chứ làm gì mà cứ đứng đó. Trước khi á, nha, cái này, đỡ anh nói cho bé gà nghe nha. Trước khi mình cho đó, là mình phải suy nghĩ cho kỹ vô. Chứ mình cho dài rồi, nấu không có. Đó, bây giờ đó, tiền công của anh nào sáng giờ anh đi làm, anh còn nuôi giờ nuôi con anh nữa mà em công nhận không? Em công nhận anh không? Sao nãy nói má ông nói bàn nói chứ được hay á mày. Mày đừng có nói dòng dài. Đó, bây giờ nói chung ông có tiền thôi, bây giờ mai còn trên xe. Bây giờ là đỡ cho anh nói là công của anh hồi sáng giờ còn mấy cây đó nha, là cũng như là anh lấy cái ngày công của anh đó, còn như đây là của em muốn tự tính sao anh tính nha. Rồi anh ok anh về anh đó. Em mình anh em làm em vậy không bà con giữ chợ vậy bây giờ vẫn bây giờ sao đi cái gì tôi nợ chứ làm vậy mấy cây đó cứ nhiều tiền lắm nha. Còn cái xe nào nữa chị mày bóc gì đó cứ bóc đó đi xuống lấy xe lấy đi lại chứ không đâu mất cái nữa má nó khổ chứ vào mà mấy thằng kia kêu nọ anh em sống chết có nhau rồi sống ích kỷ khốn nạn má thần mẫu hồn vậy mà nghĩ sao người nhà buôn bán mà không có được 3 triệu ông má khốn nạn dữ vậy. Mày tí giếng khô cho tao mà tí giếng nước đâu kêu tao khùng. Nhưng mà mấy đây sao ông giờ kêu xe nào tao chở tốn tiền nữa chứ. Chứ tiền đâu té tiền xe người ta chở về nhà. Mấy tức dữ không? Tức dữ ông mấy. Cái cây trời. Hahahaha.